Hôm nay Văn Thao xin giới thiệu chia sẻ với anh em nuôi chim cu sinh sản. Thì đây là cái công đoạn mình làm cái ổ đẻ cho chó. Thì cơ bản là các bạn dùng một cái lồng quạt và một cái rổ cộng với một chút cái này nó gọi là rễ cây xanh hoặc cây si nhá. Bạn để như này thôi để cho nó thoáng mà không có bọ giật gì cả. Chim nó đẻ là nó phải có độ thoáng dưới trên ấp. Và các bạn lấy dây thép các bạn buộc rim cái phần rễ với phần rổ với phần cái này nó dính vào là một. Các bạn buộc hình chữ T, hình cái bánh trưng. Đó. Làm ổ cho chim cu. Đó.